Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái trò mà mình vừa diễn hôm nãy. Chúng ta cần chuẩn bị rất đơn giản, chúng ta cần một mặc áo tay dài hay là áo khoác có tay dài là được rồi, là ok. Và đây mình có sẵn một cục 500. Với cục 500 loại cờ lớn này, nếu các bạn muốn mất đồ nhỏ thì bạn dùng 500 nhỏ, muốn mất đồ lớn thì dùng cục 500 lớn như thế này. Chỉ cần bỏ vô trong tay áo, chúng ta có thể dùng cái trò làm ngưng kim đồng hồ hoặc là làm biến mất các vật nào mà có thể từ từ nó hút được. Đây, cục 500 với một cái dây thun để nó dính để đồ để 500. Các bạn chỉ cần gọt 500 ngay trên tay mình thế này. Từ đó chúng ta chỉ cần giữ lại. Này, các bạn chỉ cần giữ lại 500 như này. Đó, chúng ta chỉ cần giữ lại 500 ở đây. Nếu các bạn không có cục 500 to này á thì các bạn có thể dùng cục 500 nhỏ và các bạn dùng một dây thun gì đó. Chúng ta để ngay cái đường này và bỏ 500 vô là có thể chúng ta có thể làm biến mất hoàn toàn tất cả mọi thứ về 500. Thí dụ ở đây á, thì mình sẽ làm biến mất cái đồng xu này. Đồng xu này có tờ tính nó biến mất được, các bạn cầm lên này. Nó sẽ hít qua như thế này, nó sẽ hít lên. Thí dụ về xí ngầu, đó, nó cũng hít lên. Rồi thí dụ về cái đồng xu, đó, hít lên. Khi các bạn diễn thì các bạn chỉ cần bỏ tay áo vô bên trong như thế này và để dài áo lại. Chúng ta trình xem hai bên không quay hết. Sau đó khi chúng ta trình bên này, chúng ta giả bộ sang áo lên và bên này chúng ta sang áo lên thì ta hợp để cái 500 nó xuất hiện ra bên ngoài như thế này. Ngay đây khi chúng ta cầm lên một và để chúng ta dài hơn cái nữa hai. Sau đó chúng ta trình lên bên này và cầm lên ở đây thì chúng ta chỉ cần dùng cái áo này, chúng ta chỉ cần gạt qua giao bộ tre này xong nó đúng không? Thì đây là cái trò rất đơn giản, các bạn có thể thực hiện và khi các bạn có 500 được thì rất là nhiều nơi. Thì dùng làm lại cho các bạn xem này, đó, nó xếp vô thì các bạn chỉ cần cầm xong cái tre đó xong. Mọi thuộc cảm ơn các bạn đã xem, cảm ơn bạn rất nhiều.